Nên xin kính chào khách, hôm nay là buổi sáng ngày 11 tháng 10. Video clip mà chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp bức tranh về Thường Tín. Bức tranh này là bức tranh chợ quê, làm thương hiệu gỗ hương Lào, gỗ hương đỏ Nam Phi. Đây đồ nghề vứt đầy hết rồi đúng không? Ke này có hết rồi anh ơi. Trong tải có hết. Đây, cái tải này đợt lọ cháu chú Thành đi lắp từ năm ngoái nhưng mãi mới tìm ra. Dọn nhà mà thấy cứ đi thấy mất khoan mất ke. Mà rõ ràng mua một tải nhiều đồ. Một sợi trên đây nhỉ. Đây đây thiếu gì thoải mái. Ngõ mình rộng tí thì đẹp nhỉ. Ngõ chật quá. Nhà nhà ông này cái này thì tốt. Nhà chú Thành nói mặt tiền đẹp nhỉ. Đây chúng ta sẽ quay tiếp vào bên trong. Bức tranh chợ quê. Phía trong này tôi đang tấp lập làm việc. Đây là bộ bàn ghế của ta Quảng Bình gồm có 6 món, tôi đã hoàn thiện xong phần vali để chuẩn bị bàn giao cho một anh khách hàng ở huyện Nha Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ bàn ghế của ta Quảng Bình gồm có 6 thứ, cột 12, hàng siêu VIP, ván mặt giấy 2 phân. Trong này chúng tôi vẫn đang hoạt động tấp lập.